Võ thao lược
cha, tháng 3 thiệt mẹ. Nay ta về giáng đền giáng phủ, giáng phúc lai ân. Ta chứng tâm nhận lễ họ Huỳnh, họ Huỳnh, họ Nguyễn ta. Hôm nay tu thiết đàn duyên, long chu phượng mã, hình nốt tốt tươi. Bắc ghế ta ngồi, bắc ngôi ta ngự, ta về chứng tàn mã. Họ Nguyễn, họ Huỳnh ta tiến về cửa nhà Trần ta. Ta về trên ta trình tấu thiên đình, với ta hạ trình thoại phủ. Ta đổi sổ đen, ta sang sổ đỏ, ta phê chữ đỏ, ta bỏ chữ đen cho Huỳnh ta. Được từ nay trở đi, từ giày trở lại, thay tâm đổi tính, mát mẻ trong người, sống lâu trăm tuổi, bách liên giai lão, mặt hoa ra phấn, mặt thắm ra hường. Ta về ban khen cho phu quân của họ Huỳnh, họ Nguyễn ta được công thành danh toại, lộc tài được vượng tiến, được sáng con mắt, được chắc cân cốt. Cho họ Huỳnh, họ Nguyễn ta được sống với nhau đầu bạc, răng long, mãn chiều được xế bóng. Ta cho được nước chảy một dòng, thuyền trôi một bến. Ta về là ban khen ban thưởng cho họ Nguyễn, phu quân họ Huỳnh thu hồi được công nợ, lộc tài được vượng tiến, công việc quan trên được gặp quý nhân giúp đỡ. Ta về ban khen ban thưởng cho bản tự, ban khen ban thưởng cho đồng thầy, ban khen ban thưởng cho chủ nhà đồng đền, ban khen ban thưởng cho ghế của ta, ban khen ban thưởng cho pháp sư cung đàn tiếng hát Tây Quỳnh. Tây Quế lính ghế gần xa, đồng anh lính trị, nhà nào lật đấy, dân thôn bản hạ, già trẻ gái trai được ấm no hạnh phúc, dân thì an quốc thái. Ha! Thank you.
giác an tâm mà tăng dân tê thế chú ý hữu sát tử ý vô ra sĩ nghiệp bạch đẳng trí thích thanh số như phương thiên nhiên cung tử trần dương vạn cổ xuân dương thanh đơn viên yêu việt làm quốc là nội thành công tây quận số 241 đường xuân thủy tĩnh đô sinh ra vừa ra là căn hộ khe 1503 quy phụ đề nguyên nghĩa thượng quốc phật này để các nhà chủ thiên nhiên cùng thỉnh phật tiên kinh cùng ngành tư phủ xuất thủ chỉnh đồng cùng ngành tiền hoàn tư phủ tiên cung lục bộ tiên cung sơn trang tại tiên thiên quan trong các vị cô hồn các khẩu bản định bình an lộc tài phương tiện mãi mãi thành công công danh thành đạt tiên tăng trưởng phật hóa sự yếu thế hành cảnh tư tập một là tuệ đại thì thấu dẫn trình đệ tử nguyện vạn hình qua sinh bản thân sinh như ất bão biến hành cảnh tư tập tam ba tuệ công đức hoàng tư phụ thế hủy nhà thị anh cư bản thân sinh như định bão biến hành cảnh tam thập nhất tuệ đắc cử thì cung lang nha xuất thủ chỉnh nhà đồng từ bản định bình an gia đạo dung năng thịnh vượng tốt nhật ngũ tạng thanh cho ơn cố giác phản tâm ngôn hiện thần đẳng sinh khắc thanh môn tâm hoài đạo ngàn quốc hữu tử gia hữu tử thân đăng chi kinh chi thành sinh ra phi anh tử phi linh khẩn khẩn bắc là cầu chi y cố thiên cung điện là đức nga ân nga công đức nga láng đường y tư hại nhất gia phẩm mạng vi nhan khi tại vọc do thịnh cũng thiền chay bị nhất niệm cần phụ sơ văn thiền thân tái tâu thiền nhan trần triều cùng đi trần triều hiện tại nhân cung đạo đạt bước ngọc vệ hạ phi phu nhân thánh hiền trần triều phụ tử vương nữ vương tế vương tôn thối vị đại vương thánh thiền đã làm ba tảng một tư tiên họ tiên quân tiên pháp đầu kỳ hoàn giải ách tiên quân thánh thiền công đồng ngưỡng mạng văn võ bộ hạ tịch nha quan ngũ hộ đại thần thánh thiền cùng vọng đại vương trung tinh trung hưng danh tướng thượng đẳng tôn thần nẫm nẫm uy ninh dường dường chính khí thiệt nã nhị lục đầu giang thượng hộ quốc ưu dân chặn phạm nham tư nô vạn kiếp sơn trung chủ tà trị bệnh vì đức kỳ thịnh hỷ hữu công tác tự trị phổ nguyện giảm thử lan thành tiết trị huyền nữa kỳ sĩ gia ma môn hưng vượng tứ thời cộng bảo bình an nhân vật khang cường bác tiết tu đạo thiết thái đắc thần hạ tình cũng nhân khí thiết tình vận chi chi vận sơ thiên vận chi trọng điện bác nguyện phúc sinh khả thần đệ tử tân thành thần hóa nam thượng thượng na sơn phần sáng dâng lên thương lại mặt giữ dâng lên ông về tàu đối phê biên gió phản về cho nhị trường sinh chữ phú chữ quý càng lên tỏ trường phê cho dũng mãnh đôi đường dâng lên sơ hồng trần gian dâng lá sơ hồng để xước cộng đồng chiến binh ông về dân dỡ lên trình Yes.
bảy tấc mi có bảy khúc xương mi để trời xanh cửa bể khắp châu về
sấm đường đi lon sông ngoài. Thank you.
trinh cơ về đôi chữ trường trinh chữ phú chữ quý khang linh tỏ trường về cho gốc mắt đôi đường
Thank you.
Thành ra hồi cũng
miếu rõ ràng lắm phương lòng miếu rõ ràng nữ phương bản cảnh thank you.
long đi hồ sông vào có cây cổ thụ mùa tốt đi xanh xanh tây dương già lấy về giữa lúc cánh ba giờ đi hiện ra người dài ba hà chơi mưa gió bất nơi tỉ lỗi cơ
thiên hạ đôi nơi được nhuần nhuần. Thiên hạ đôi nơi thừa nhàn đi con đã mới dạo chơi đổ các quả ba sáu đồng thiên Ngọc Hoàng Nguyên Cung Cao Thượng Đế Ngọc Bệ Hạ Địa Phủ Chí Tôn Bắc Âm Phòng Đồ
viên thiên đại đế ngọc bệ hạ, thủy phủ chí tôn phù tang cam đâm đại đế ngọc bệ hạ, nhà phủ chí tôn ngũ nhạc thần vương danh sơn, đại động liệt vị thần vương ngọc bệ hạ, thiên tiên đệ nhất cửu trùng thiên thanh vân công chúa cùng quyết hạ địa tiên thánh mẫu, đệ nhị quỳnh hoa trung liễu hạnh công chúa tăng phong, chế thắng mã triệu đại phương tái cấp gia ban, thâm duy mã vàng bồ tát ngọc cùng quyết hạ thì phụ đệ thánh mẫu, đệ tam xích nân hằng nữ độc hộ bạch ngọc thủy tinh công chúa tinh cung hạ hà, nhạc tiên thánh mẫu đệ tứ trưởng thượng ngàn, nê mạng đại vương hiệu viết bạch anh, trưởng sơn lâm công chúa lâm các nê hạ thiên phủ địa phủ thủy phủ nhà phủ tứ tiên, nghiệt vị hoàng thái tử vương quan chư vị khâm sai, cai động phủ mệnh công chúa thánh thiên thiên phủ địa phủ thủy phủ nhà phủ tứ tiên sứ giả, trưởng bạ tà quan nhất thiết thành chúng vị tiền, học nguyện các giá hội đồng chư tôn tạo chắc giáng không dùng giá ngự thứ tự quang lâm tá khẩu không truyền hội đồng chuẩn nam kỳ thần đệ tử kinh nhật thừa hữu tưởng vọng chuyển phong vân nhi tân tính viên minh trường thời hợp cách hành động khai nhẫn nhĩ nhi thông truyền chỉ phán nhất tân kiến phát vạn đội thừa nhan đắc mộc thánh nhân bất thắm cảm hạ khích thiết bình doanh chi trí cẩn sơ thiên vận đình trọng liên bát nguyệt phúc sinh nhật thần đệ tử hòa lan thượng sơ hệ văn văn sớ dâng lên thượng lại văn sớ dâng lên ông về tô đô phê biên rõ ràng dễ cho nhị tự trường sinh chữ phú chữ quý can linh thọ trường phê cho sức mạnh đôi đường cửa nhà an thái lộc tài đề đa chữ rằng sản lập phòng dân gian dân lá sơ hồng để trước công đồng Phật thánh chứng minh ông về dân giữ lên gì sáng cho đồng
khai tâm khai sáng cho đồng đệ tử một lòng, chớ có đơn giải quạt về xuất nhập trang đại. Thank you.
trong tam cõi yêu trong quy đầu vòng bay đổ Việt Nam cuộc thái dân dân Sa-d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 a-